Diễm Thị và Trân Như xin kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ năm ngày 7 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý. Xung đột giữa công an và giáo dân giáo phận Vinh. Số người bị bệnh tiểu đường trên thế giới ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, có ít nhất 4 giáo dân thuộc giáo sứ hướng phương giáo Phận Vinh bị thương trong một vụ xung đột giữa giáo dân tại đây và công an vào trưa ngày 6 tháng 4. Tin cho biết vào trưa ngày 6 tháng 4, hàng trăm công an, cảnh sát cơ động mang theo súng ống, lựu đạn cay đến đánh đập và bắn vào bà con giáo dân sau khi các giáo dân ở đây chuẩn bị trang trí nhà thờ cho lễ trầu lượt hàng năm chuyện nó xảy ra nếu mà bình thường sự sự thì có lẽ nó cũng không đến nổi nhưng mà xem ra chính quyền giống như kiểu là là ra tay đàn áp để để trấn áp giáo dân để làm cho người dân sơ xếp á nên thấy súng rồi ống rồi đạn dược hằng năm thì cứ đến vào cái chủ nhật thứ ba phục sinh á giáo xứ hương phương á có tuần châu lượn chuẩn bị cho cái tuần châu lượn thì người giáo dân cũng, cũng muốn có một chút bên ngoài Đấy là trang trí nhà thờ rồi thánh đường rồi cái đường vào nhà nhà thờ nhà xứ thì họ cũng có cắm cái cơ, rồi một vài cái băng rôn khẩu hiệu đó cho nó nó mang cái tính lễ hội bên ngoài thì chính quyền người ta không bằng lòng để người ta lấy cái lễ đó rồi người ta đến người ta tận áp Khoảng 80 cho đến 90% tổ chức tín dụng tại Việt Nam cho rằng tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong quý 1 và quý 2 so với quý liền trước đó. Đó là thông tin được vụ dự báo thống kê của ngân hàng nhà nước công bố trong báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh nước ngoài ở Việt Nam quý 2 năm 2016. Theo báo cáo mới, có 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng ở mức dưới 3%. Một vài tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của mình còn ở mức trên 3%. Các tổ chức tín dụng đánh giá những yếu tố nội tại và môi trường kinh doanh bên ngoài đều được cải thiện nhưng chưa rõ nét so với quý trước. Tiếp tục phần tin tức sáng nay. Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng những trở ngại về thương mại với Miên Điện sẽ được giải quyết bằng các cuộc thương thuyết giữa hai nước. Ngoại trưởng Vương Nghị cho báo chí biết điều này sau khi gặp tân Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi của Miến Điện. Ông Vương Nghị cũng nói trong quan hệ thương mại luôn luôn có những điều phải giải quyết. Vì vậy, ông và bà Ngoại trưởng Miến đồng ý hai nước sẽ tiếp tục thảo luận để đạt mục tiêu chung. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai vị Ngoại trưởng có nói đến dự án xây đập Misson mà Tổng thống Thạc quyết định hủy bỏ hồi năm 2010, cho dù phía Bắc Kinh đã đồng ý cho Miến Điện vay tiền và cung cấp kỹ thuật để xây. Ngoài ra, các dự án khai thác mỏ, năng lượng và giao thông mà Trung Quốc muốn thực hiện ở Miến Điện cũng đang gặp khó khăn. Một phần vì sự chống đối của người dân địa phương vì đất đai bị trưng dụng nhưng không được đền bù thỏa đáng, đồng thời cáo buộc phía nhà thầu Trung Quốc không bảo vệ môi trường. Nga và Trung Quốc hiện là mối đe dọa an ninh mạng lớn nhất đối với Hoa Kỳ, trong khi Iran cũng đang chi tiêu đầu tư nhiều hơn cho khả năng này. Đó là lời cảnh báo được Đô đốc Hải quân phụ trách về mạng của quân đội Mỹ, Michael Rogers, đưa ra trước Ủy ban Quân sự Thượng viện vào hôm qua. Đô đốc Michael cho biết, lực lượng mạng của quân đội Mỹ đang đạt được những bước tiến trong việc xây dựng các đội chuyên về mạng và sẽ có 133 đội như vậy đi vào hoạt động chậm nhất là vào tháng 9 năm 2018. Ông cho biết hiện Hoa Kỳ có gần 100 đội như vậy thực hiện các hoạt động trên mạng. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo là mặc dù sức mạnh tổng hợp của quân đội Mỹ lớn hơn so với ba nước nhưng khoảng cách này đang thu hẹp lại nếu xét về cuộc chiến trên mạng. Đô đốc Rowers cho biết việc thiết lập một bộ tư lệnh mạng độc lập trong quân đội sẽ cho phép đơn vị của ông an toàn hơn và sẽ có được những kết quả tốt hơn. Hiện lực lượng mạng của quân đội Mỹ vẫn là một đơn vị thuộc bộ tư lệnh chiến lược quân đội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Askar đang xem xét nâng cấp đơn vị này thành một bộ tư lệnh độc lập. Và thưa quý vị, số người bị bệnh tiểu đường trên toàn thế giới đã tăng gấp 4 lần trong 4 thập niên qua, lên đến 422 triệu người và tình hình đang trở nên một vấn nạn lớn ở các nước nghèo. Báo cáo mới được công bố của Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO cho biết như vậy vào ngày hôm qua theo một trong những báo cáo lớn nhất từ trước đến nay của who về tiểu đường các nhà nghiên cứu cho biết dân số già nhanh và sự gia tăng béo phì trên toàn cầu khiến tiểu đường trở thành một vấn đề của sức khỏe cộng đồng toàn cầu giáo sư Marip Ezati thuộc Đại học Imperial College của London, người đứng đầu nghiên cứu của WHO cho biết béo phì là yếu tố rủi ro quan trọng nhất đối với tiểu đường dạng 2 và những nỗ lực để kiểm soát tốc độ gia tăng béo phì trên thế giới đã không thành công. Nghiên cứu mới dựa trên số liệu của 4 triệu 400 ngàn người lớn thuộc nhiều khu vực trên thế giới với 200 nước. Theo báo cáo, từ năm 1980 đến 2014, tiểu đường đã trở nên phổ biến hơn trong nam giới so với nữ giới. Tỷ lệ người bị tiểu đường cũng tăng nhanh ở nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình, bao gồm các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Ai Cập và Mexico. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài I Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa việt net Nếu bị tường lớn ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trang Như xin kính chào tạm biệt quý vị.